Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và hôm nay em Lợi xin review chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Nissan Navara sản xuất năm 2018, số tự động một cầu máy dầu. Vâng, màu trắng xe rất chi là đẹp. Với tình trạng chiếc xe này thì bên em cũng đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị, mang đến cho quý anh chị những chiếc xe này là chiếc xe đẹp, không có đâm xô, biến dạng ô tô, vừa kính vừa đèn và máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì sang tên đầy đủ cho quý anh chị nào mà có nhu cầu sang tên. Các bác ở tỉnh thì em bao rút hồ sơ cho quý anh chị ở tỉnh. Về tình trạng chiếc xe thì sau 4 năm sử dụng, bác chủ chạy được 6 vạn và toàn bộ lốp còn theo xe nguyên một dàn. Máy số là chưa có dấu hiệu bị tháo lắp và toàn bộ sơn zin còn đến 95%. Đây là em quay về phần ngoại thất bên ngoài cho quý anh chị xem. Xe màu trắng thì khá là đẹp và do sơn zin nên nó rất là đều màu. Còn nếu như màu trắng này mà sơn lại, sơn rậm lại thì nó rất là lệch màu. Quý anh chị nhìn trên hình ảnh này, quý anh chị sẽ thấy. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Với chiếc Nissan Navara bản L, số tự động một cầu máy dầu, sản xuất 2018 này thì đi khá là tiết kiệm với 6-7 lít 100 cây. Sử dụng động cơ 2.5, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan ạ. Vâng, đây là toàn bộ các phần bên ngoài của chiếc xe, khá là bóng bẩy và đẹp. Đây em vào sâu từng chi tiết cho quý anh chị xem. Về phần lốp và lốp theo xe đây, toàn bộ lốp rất chi là dày. Đấy, là răng đúc từ các cái cu lốp này, đường gân cu lốp này, nó rất là cứng. Đấy, nếu như mà chiếc xe mà bị bả tiết thì mất hết các đường gân này quý anh chị này. Và đặc biệt là các cái đèn pha, cụm đèn pha rất là sáng. Đấy, nếu mà đèn pha mà bị thay thì sẽ hai bên sẽ lệch màu giữa bên trái và bên phải. Quý anh chị lấy cái tâm giữa đây, hai bên này, cân đối giữa hai bên nó đều nhau là chắc chắn là xe không bị đâm xô. Và cái cơ bản là với cái giác quan kiểm tra xe thì quý anh chị xem cũng khá là đơn giản. Và các cái khe hở cabo này, các cái phần chỉ cabo, đấy, đinh bấm đinh dập của nhà máy, đèn hậu đèn pha ra khá là đều nhau. Và toàn bộ các cái phần gầm này không có dấu hiệu bị chảy dầu, chảy xước, móp méo. Đấy, lốp cực kỳ dày. Sơn cabo toàn bộ là zin hết, kính đèn không có dấu hiệu bị rạn nứt. Đấy, toàn bộ kính đèn của chiếc xe là không có dấu hiệu bị rạn nứt này. Kính năm sản xuất 2018 hết đầy đủ của hãng Nissan, thông số năm sản xuất đầy đủ hết ạ. Đây là cái phần lốp phía sau và các phần chassis không có dấu hiệu bị han gì đâu quý anh chị ạ. Toàn bộ chassis đây nó khá là nguyên bản, từ đầu chỉ bám bụi đất thôi. Vâng, với góc quay này thì đây là cam lùi của chiếc xe. Và toàn bộ góc quay này thì quý anh chị nhìn được cái gầm, quan sát rất kỹ cái gầm của chiếc xe đây, không có dấu hiệu bị han gì và khô ráo sạch sẽ. Mọi chuyển động thì em đã kiểm tra chạy thử, quý anh chị đến chạy thử thì khá là mượt đấy ạ. Đây là hai bên đèn hậu của chiếc xe là nguyên bản từ đầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu bán xe, trao đổi xe liên hệ em Lợi. Bên em nhận trao đổi xe, ký gửi bán các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Đây là toàn bộ các phần nội thất bên trong của chiếc xe. Với phần nội thất thì quý anh chị nhìn nội thất ra khá là đẹp và sạch đây. Cả hai bên đường trước đường sau nội thất cực kỳ đẹp. Về nội thất đường trước với ghế lái và ghế bên phụ phía trước đây, toàn bộ hàng ghế rất là căng và mới,
không có dấu hiệu bị trầy rách. Được trang bị ghế da khá là xịn sò hai màu. Các cái phần táp ly bóng khí thì em đã kiểm tra rồi, không có dấu hiệu bị bung nổ bóng khí. Xe có màn hình DVD, số tự động. Vâng, với chất xe 6 vạn vô lăng khá là mới và đẹp đấy ạ. Toàn bộ xe có cam hành trình đấy ạ. Đấy. Đây là toàn bộ các phần chỉ của cánh cửa em quay cho quý anh chị xem. Về phần chỉ thì cơ bản 4 cánh cửa đều là chỉ zin hết, em đã kiểm tra rồi. Và tay nắm táp bi không có dấu hiệu bị sơn lại. Thông số kính thì đều là của hãng Nissan hết toàn bộ. Và đặc biệt là các phần ốc khóa bản lề đây, nguyên zin, tem mác bên trong của nhà máy còn nguyên bản hết từ đầu. Đây là toàn bộ các cái phần cánh cửa phía sau bên phụ của chiếc xe. Táp bi cánh cửa phía sau khá là đều so với 4 cánh cửa và rất chi là mới. Toàn bộ các cái phần chỉ cánh cửa là nguyên bản. Đây, hàng ghế phía sau khá là mới và đẹp. Riêng với hàng Nissan thì có thêm cửa gió điều hòa phía sau. Và từ góc nhìn này thì quý anh chị nhìn thấy vô lăng củ số khá là mới. Toàn bộ táp bi bóng khí cực kỳ đẹp. Trần nỉ này, nguyên bản từ đầu. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Về táp bi đây. Và các cái phần chỉ thì đều là quay chi tiết cho quý anh chị zin hết đấy ạ. Đấy. Một chiếc xe lướt 2018, số tự động một cầu Navara. Khẳng định với quý anh chị, mang đến cho quý anh chị một chiếc xe đẹp. Anh chị em nào mà quan tâm đến dòng bán tải thì kênh của em là khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Vâng, đây là cái phần máy của chiếc xe. Toàn bộ phần máy đây. Máy sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Toàn bộ cái phần cabo là tuyệt đối không có đâm xô nên là sơn zin toàn bộ, đinh bấm đinh dập còn nguyên hết. Ốc cabo chưa tháo lắp. Máy thì khá là đẹp đây quý anh chị ạ. Máy cực kỳ sáng và sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Từ các cái phần ốc đèn này, ốc răng này, nguyên bản hết từ đầu. Đây là tiếng động cơ đang hoạt động đối với chị đây. Toàn bộ động cơ thì hoạt động khá là êm. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Nissan Navara sản xuất 2018, số tự động, một cầu máy dầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa Quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.